và chương trình truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thân ái chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình hôm nay, Nguyệt Hương mời quý vị và các bạn cùng đến với những hoạt động đoàn hội đội sôi nổi trong tuần qua chuyên mục Nhịp sống trẻ. Vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2012. Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thành đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã phát biểu ôn lại những truyền thống tốt đẹp dễ dàng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 82 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2012, các cấp ủy đảng cơ sở cần đầu tư cho các hoạt động của đoàn nhằm hướng đến đại hội đoàn các cấp, tiến đến đại hội đoàn sắp tới. Cũng trong buổi lễ kỷ niệm, Thành đoàn đã trao quà lưu niệm cho các đảng viên tròn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm và 30 năm tuổi đảng. Đoàn cơ quan Thành đoàn đã trao danh sách 96 đoàn viên ưu tú. Công đoàn cơ quan Thành đoàn đã trao danh sách 116 công đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy cơ quan Thành đoàn. Đây là những quần chúng ưu tú, là nguồn phát triển đảng viên mới của Đảng ủy cơ quan trong năm 2012 và những năm tới. Cũng trong chiều cùng ngày, Thành đoàn đã đến thăm tặng quà và chúc mừng đồng chí Trần Trọng Tân nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng. Đồng chí Trần Trọng Tân là một trong những nhà cách mạng lão thành, nhân sĩ, trí thức, người luôn nặng lòng với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ nói chung và đoàn viên thanh niên thành phố nói riêng. Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trần Trọng Tân đã vui mừng trước những kết quả mà Thành đoàn đạt được trong phong trào thanh thiếu nhi vừa qua và chúc Thành đoàn tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa, những phong trào hiệu quả để thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tạo ra hiệu ứng xã hội sâu rộng. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2012. Gần 200 đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trên địa bàn quận Nhất đã tham dự buổi tọa đàm Đảng viên trẻ quận Nhất làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh do quận đoàn 1 phối hợp cùng Liên đoàn Lao động quận tổ chức vào ngày 2 tháng 2 năm 2012 vừa qua. Tại buổi tọa đàm, các đảng viên trẻ đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung xoay quanh vai trò đảng viên trong việc tự thân rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lý tưởng cộng sản theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những đóng góp của đảng viên trẻ trong sự phát triển của đơn vị và hướng đến vì cộng đồng cũng được trao đổi, giới thiệu trong buổi tọa đàm này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, việc tạo ra sân chơi dành riêng cho các em thiếu nhi đã và đang được các ban ngành, doanh nghiệp quan tâm. Điều đó giúp cho các em có một môi trường lành mạnh, vừa chơi vừa học. Nó không những giúp cho các em có nơi để vui chơi bổ ích, mà còn giúp cho các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Sân chơi SCG chung một ước mơ tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do báo Khăn Quang Đỏ, Đoàn Thanh niên quận Tân Bình và tập đoàn SCG hợp tác xây dựng đã chính thức khánh thành ngày 8 tháng 2 năm 2012. Hôm nay là chúng tôi rất là vui và hạnh phúc khi mà khánh thành cái sân chơi chung một ước mơ. Đây là một cái công trình mà chúng tôi đã đầu tư từ hơn một năm nay. Cái công trình cũng đã mang đến một cái niềm vui rất lớn cho tất cả anh em thực hiện và đặc biệt là cho thiếu nhi không chỉ của quận Tân Bình mà còn là thiếu nhi ở các quận lân cận và tất cả các em thiếu nhi khác. Nói chung như bạn đã biết là báo Khăn Đỏ là cái tờ báo dành cho thiếu niên nhi đồng. Chúng tôi có nhiều ấn phẩm mực tím, khăn quàng đỏ, nhi đồng, rùa vàng. Ngoài những cái trang viết trên mặt báo thì chúng tôi còn có những cái công trình sau mặt báo. Thì năm vừa rồi là chúng tôi rất là vui khi mà cái ý tưởng thành lập sân chơi được cái công ty SCG đề xuất và mời chúng tôi cùng hợp tác. Và khi chúng tôi có cùng chung một cái ước mơ là chăm lo phục vụ cho các em thiếu nhi thì hôm nay cái ước mơ đó nó đã được cụ thể một bước bằng một cái sân chơi như thế này. Sân chơi có diện tích 820m², thiết kế dành cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau và được chia làm 5 khu vực với thiết bị phục vụ nhu cầu thể thao và vui chơi giải trí của các em. Trong đó, khu vực 1 và 2 dành cho các em từ 5 đến 12 tuổi hoặc lớn hơn, với các trang thiết bị như xà ngang, dây đu, xà thăng bằng và thang cố định. Trẻ em dưới 5 tuổi có thể vui chơi ở khu vực 5 với các thiết bị có độ an toàn cao dành cho trẻ nhỏ. Với tổng số vốn đầu tư 2 tỷ đồng do tập đoàn SCG tài trợ độc quyền, sân chơi được mở cửa tự do dành cho tất cả các em thiếu nhi và người dân địa phương.
Hôm nay đứng trước khung cảnh những trò chơi rất là thú vị. Em rất là vui khi tất cả các cô chú tổ chức trò chơi này để cho tất cả các bạn thiếu nhi sẽ cùng nhau vui chơi ở nơi này. Con ở Phú Yên, con ra đây con bán vé số với mẹ. Con rất vui khi ở đây có một sân chơi miễn phí rất là vui và không tốn tiền. Tôi thấy ban ngành cũng như lãnh đạo thành phố lập ra cái khu vui chơi này thật là tuyệt vời đối với gia đình tôi. Khu vui chơi Chung Một Ước Mơ ra đời không những tạo ra một sân chơi bổ ích mà còn chứng tỏ vai trò của tổ chức đoàn trong việc quan tâm, rèn luyện cho các em thiếu nhi trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và cho xã hội. Cứ mỗi độ xuân về, thanh niên thành phố Hồ Chí Minh lại nô nức chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Nhập ngũ là dịp để rèn luyện, học hỏi và trưởng thành. Dù vất vả nhưng là cơ hội để khẳng định sức trẻ, xây dựng tính kỷ luật và ý chí vươn lên, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Năm 2012, không khí chuẩn bị nhập ngũ của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại các quận huyện trên địa bàn thành phố trong những ngày này như nhộn nhịp hẳn lên. Khi không khí của những ngày đầu năm mới vẫn còn tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường, phố phường. Nhìn những chàng trai trẻ, cô gái trẻ của thành phố đang chuẩn bị nhập ngũ năm nay, chúng ta thấy được niềm vui trên từng gương mặt họ. Cảm xúc đầu tiên của mình là rất là được vinh dự khi được trúng tuyển đợt nghĩa vụ này. Mình quyết tâm sẽ phấn đấu rèn luyện thật tốt để xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ và ra sức rèn luyện để có thể là được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi trong quá trình tham gia nghĩa vụ. Tại quận 5, những năm qua đơn vị này luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu về công tác gọi công dân nhập ngũ. Quận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức cũng như phối hợp các phường, tổ dân phố quản lý nắm chắc lực lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở địa bàn để động viên kịp thời giúp các thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân. Năm nay tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là hậu phương vững chắc. Ban Thường vụ quận Đoàn 5 đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Văn hóa và các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quận 5 tổ chức hội trại tổng quân cho 180 thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2012. Hội trại là dịp để chính quyền địa phương, tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên địa phương giao lưu, động viên, cổ vũ các bạn thanh niên trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Điểm đặc biệt và cũng là nét mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố năm nay là lần đầu tiên có những nữ công dân trẻ tình nguyện và vinh dự được trúng tuyển vào phục vụ trong quân đội. Vinh dự là một trong những nữ công dân tiêu biểu của thành phố trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Cô gái trẻ Quỳnh Lê Ngọc Diễm ở phường 5, quận 5 chia sẻ những suy nghĩ của mình trước lúc lên đường nhập ngũ. Tham gia hội trại lần này thì em cảm thấy rất là vui, rất là mong chờ cái ngày mai để coi mình đi lên xem là cái nơi mình sẽ tập kết như thế nào. Khi mà em quyết định ra đi thực hiện nghĩa vụ lần này thì em mong rằng là sau khi em ra em xuất ngũ thì em sẽ chín chắn hơn. Em sẽ học được những cái mà ở trường đại học và cao đẳng nó không dạy được cho em như là tính kỷ luật rồi tỉ mỉ rồi sẽ biết được cái cuộc sống của những anh bộ đội Cụ Hồ, những cha chú trước kia đã tham gia vào rồi sẽ rèn luyện được cho em một vài đức tính làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, lãnh đạo thành phố cùng với các quận huyện luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh việc giúp đỡ thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có công ăn việc làm ổn định, thì với những gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự gặp khó khăn, chính quyền và tổ chức đoàn còn hỗ trợ vốn và tặng hàng trăm sổ tiết kiệm vì người bạn tòng quân. Cũng nhờ làm tốt công tác này mà nhiều năm qua, số thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự của quận 5 luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi trúng tuyển. Hậu phương của những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ là người mẹ, người cha, những người thương yêu chan chứa niềm tin và hy vọng vào sự trưởng thành của người con, người thân. Không chỉ có gia đình mà toàn xã hội luôn đặt niềm tin và lòng tự hào vào họ. Những tân binh đang và sẽ phấn đấu rèn luyện mình để xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, trở thành những người con ưu tú của thành phố.